tầm 500 triệu có nên mua Mazda 3 không? Rất đáng luôn, đặc biệt là con xe này luôn, chạy rất ít, 1.6 nha. Mazda 3 2016 biển Hà Nội màu trắng, chạy đúng zin 1.6, size tặng xe. Thiết kế Kodo, đèn bi projector siêu sáng. La răng 16 inch, nguyên dàn lốp theo xe, còn nguyên ta lông. Cốp khá rộng, lốp dự phòng còn nguyên zin, chưa dùng bao giờ. Hàng ghế sau ngồi khá thoải mái, hơi tiếc khi chưa có cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Nội thất cực đẹp, ghế da màu đen chỉ đỏ, tiện nghi ngập tràn. Cửa sổ chơi, màn hình, fly monitor, điều hòa tự động, cực kỳ mát. Núm vặn xoay như xe sang. An toàn, cực kỳ yên tâm. Phanh ABS, cân bằng điện tử và vô số túi khí quanh xe. Nguyễn Nghĩa, Beauty Food Car, mang xe đẹp đến mọi nhà.